Đế chế hai của Bầu Đức, từ sân tuyển chọn vắng tanh đến cú lỡ hẹn làm Hoàng Anh Gia Lai mất ngôi cao. Bầu Đức sắp đi chọn một vòng lục thập hòa giáp của đời người mà chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên nếu biết một trên bốn quãng thời gian ấy. Ông dành gần trọn vẹn cho bóng đá trẻ Việt Nam. Chấm đen còn thiếu trên viên ngọc phố núi. Tính đến hôm nay là tròn 15 năm tính từ ngày học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG chính thức ra mắt. Ngày hôm ấy, cơn mưa to bất chợt đã khiến buổi lễ khánh thành trên mặt sân học viện không được trọn vẹn như kỳ vọng. Cơn mưa ấy như ba ó, o hiệu trong một tương lai đầy sóng gió của học viện, mang nặng tâm huyết với bóng đá trẻ Việt Nam của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Song nó cũng báo hiệu một cơn mưa đem lại sự mát lành đầy tự hào cho bóng đá Việt Nam. Trước đấy hơn 4 tháng, lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2007, trên nét mặt của hai tuyển trạch viên nước ngoài của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG Robert và Zion Krajicen là sự thất vọng không hề giấu giếm khi sân vận động Buôn Ma Thuột vắng vẻ đến kỳ lạ trong ngày học viện này tuyển sinh khóa đầu tiên. Với hơn 2.000 đơn dự thi được phát ra trên toàn tỉnh Đắk Lắk, chỉ có 40 thí sinh đến dự thí vào buổi sáng, cùng 8 em đến kiểm tra vào buổi chiều. Sự vắng vẻ bất thường ấy đến từ một nghịch lý, theo lý giải của một phụ huynh đến theo dõi buổi tuyển sinh trên khán đài, học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG quá nổi tiếng. Cách thức tuyển chọn chắc là gắt gao lắm, khó nên mấy đứa nhỏ sớm nản chí và rút lui mất rồi. Dù vậy, tôi vẫn đến sân để xem thi tuyển khó tới cỡ nào. Đúng là cách thức tuyển chọn của học viện bóng đá của Bầu Đức gắt gao thật. Từ 15.000 thí sinh dự tuyển ở 10 tỉnh thành, chỉ lấy 60 em vào vòng chung kết để tiếp tục sàng lọc lấy ra 16 em trúng tuyển cuối cùng. Buổi tuyển sinh trên sân Buôn Ma Thuột ngày ấy, rốt cuộc hai tuyển trạch viên của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng đã nở nụ cười khi chọn ra được 5 viên ngọc thô. Trong đó có hai cậu nhóc người dân tộc ED với tài năng vượt trội là Ethuin Molo và Ichin Molo. Ba thí sinh được chọn còn lại là Đoàn Quốc Việt, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Văn Lám. Đáng tiếc là tất cả những cái tên này đều không thể đồng hành cùng học viện để rồi rơi vào quên lãng. Vào được học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG là một chuyện, ra được không lại là một câu chuyện khác. Trong tổng cộng 15 cái tên ở khóa một được xuất giường, chỉ có 7 cầu thủ tạo dựng được tên tuổi, còn những Nguyễn Lam, Tiến Hoài, Lê Văn Vũ, Phạm Thành Nam, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Anh Việt, Nguyễn Văn Đại cũng lần lượt rơi vào quên lãng. Để có được lứa cầu thủ U19 lẫy lừng, để có một Hoàng Anh Gia Lai trẻ trung lẫy lừng, vòng quay của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng phải trải qua những vòng quay khắc nghiệt như các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Ở khóa 1 của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có một cú lỡ hẹn, có lẽ đã làm thay đổi cả tương lai của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dưới đôi chân của lứa U19 tài danh. Ngày ấy, bên cạnh tuyên bố học viện bóng đá của mình sẽ là số 1 ở khu vực Đông Nam Á, Bầu Đức còn có một sự kỳ vọng lớn lao đến từ các học viên đến từ châu Phi. Trả lời phỏng vấn 15 năm trước, ngay trước ngày khánh thành học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, ông bầu phố núi đã tuyên bố đầy hào hứng. Hiện tại các chuyên gia của học viện Arsenal JMG đã tiến hành tuyển chọn tại châu Phi. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay 4 học viên từ lục địa đen sẽ gia nhập khóa đầu tiên của học viện. Khi đó học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG sẽ có tổng cộng 22 học viên. Hình dung mà xem, nếu ngày ấy bên cạnh Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy là những viên ngọc đen đầy tài năng đến từ châu Phi, lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai sẽ còn mạnh đến từng nào? Nếu ngày Bầu Đức nhắc lứa tài năng khóa 1, khóa 2 của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG lên chơi ở V-League, có cả những tài năng vượt trội đến từ lục địa đen, họ sẽ có thể chơi sòng phẳng thế nào ở giải vô địch quốc gia Việt Nam? Rồi với hồ mọc thêm cánh, Hoàng Anh Gia Lai sẽ khuynh đảo V-League đến thế nào? Cảm ơn Bầu Đức. Câu chuyện sau đấy đã trở thành lịch sử. Lứa U19 tài danh của Bầu Đức xuất phát từ bước chân đầu tiên 15 năm về trước. Gần 10 năm trước, từng đem về cơn mưa mát lành cho bóng đá Việt Nam giữa cơn thoái trào của bóng đá nước nhà, đem lại không ít niềm tin vào tương lai sáng lạn cho người hâm mộ. Lối chơi đầy quyến rũ, mạnh mẽ và đẹp mắt của lò Hoàng Anh Gia Lai từng khiến hàng triệu khán giả phải say lòng. Trong kỳ tích đầu tiên đặt nền móng cho triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo mang tên Thường Châu, có sự góp mặt đầy quan trọng của đội trưởng Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy. Bên cạnh đó là những Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn luôn nhận được sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc ở những giải đấu, đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam suốt 5 năm trôi qua. Có lẽ giờ đây, khi cơ hội duy nhất để chạm tay đến chức vô địch V-League mùa giải trước đã vụt đi đầy tiếc nuối. Và sự kỳ vọng ở mùa bóng này của Hoàng Anh Gia Lai đang rơi vào ngõ cụt, Bầu Đức sẽ tiếc nuối lắm cú lỡ hẹn ngày nào của các viên ngọc quý châu Phi. Để ở bên trợ lực cho những đứa con cưng của mình cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn để không chỉ khiến người hâm mộ được vui mà còn được tự hào bởi Hoàng Anh Gia Lai của ông. Danh hiệu và vinh quang là thứ Bầu Đức không hề thiếu, cả trên cương vị một doanh nhân cũng như một ông bầu bóng đá. Đế chế một của ông từng khuynh đảo bóng đá Việt Nam với một dream team huyền thoại được xây dựng trên núi tiền để vươn tầm khiến bóng đá khu vực phải nể vì. Song rốt cuộc vì tương lai sáng lạn của bóng đá nước nhà, ông bầu phố núi đã chọn con đường hẹp để những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam được trổ tài, được vẫy vùng.
được đào tạo và giáo dục đầy văn minh, dù con đường ấy không ít chông gai, mà phía trước vẫn đang là một tương lai bất định. Sự hy sinh ấy, người ta ngay lúc này có thể tạm quên, nhưng lịch sử sẽ luôn ghi nhớ. Sự hy sinh ấy, với bóng đá trẻ Việt Nam cực kỳ ý nghĩa, cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Cảm ơn Bầu Đức.